Asia Auto Gymkhana Championship 2019 là series giải đấu do Hiệp hội đua xe quốc tế FIA khởi xướng với mục đích phát triển motorsport trên toàn châu Á. Xe chú trọng kỹ năng lái xe nhiều hơn, chạy trên đường đua hẹp và bắt buộc thể hiện những pha cua gấp, quay đầu 180 độ, 360 độ, chạy hình số 8 hay chạy zig zag. Các tay đua quy tụ tại vòng 1 của Asia Auto Gymkhana Championship là những nhà vô địch từ những đất nước châu Á và Thái Bình Dương, cụ thể là Đài Loan, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Nepal, Malaysia, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Đại diện cho Việt Nam tham gia lần này là ba tay đua của đội đua Redline Racing, là đội đua đã nhiều lần đoạt giải trong nước và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Còn bây giờ, mời các bạn quay lại với diễn biến của giải đua. Tại vòng đua sơ loại, hai tay đua Nguyễn Hồng Vinh và Trương Nam Thành đã hoàn thành với thứ hạng 24/41 và 28/41. Tuy nhiên, bước sang vòng đấu loại trực tiếp thì các tay đua của chúng ta đã thất bại trước các nhà vô địch Ấn Độ và Indonesia. Ở vòng thứ nhất của Asia Auto Gymkhana Championship, tất cả các tay đua đều sử dụng loại xe Toyota Wigo số sàn với tay lái bên phải. Ở các vòng tiếp theo, sẽ sử dụng các loại xe khác như Volkswagen Polo tại Ấn Độ, Mini Cooper tại Hàn Quốc, Suzuki Swift tại Đài Loan. Điều này đảm bảo sự công bằng về phương tiện đối với mọi tay đua và nhấn mạnh yếu tố kỹ năng điều khiển trong cuộc đua này. Ngoài các tay đua tham gia tranh tài tại giải, Liên đoàn đua xe Việt Nam VMA còn cử đại diện sang Indonesia với mục tiêu kết nối các liên đoàn đua xe của các nước châu Á với nhau, mang giải đua dạng Auto Gymkhana về Việt Nam. Trong các thể loại đua xe, có thể nói Auto Gymkhana là dạng đua xe dễ tiếp cận nhất. Auto Gymkhana có thể sử dụng xe cầu trước, cầu sau, thậm chí là hai cầu. Xe có thể độ rất nhiều hoặc sử dụng xe nguyên bản. Mà mặc dù độ hay không độ, yếu tố kỹ năng sẽ quyết định cho thành tích của tay đua.